tử vi thứ năm ngày 17 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 2 tháng 7 năm 2023 âm lịch ngày Đinh Mùi tháng canh thân năm Quý Mão xung ngày Kỷ Sửu Tân Sửu xung tháng Nhâm Dần Mậu Dần Giáp Tý Giáp Ngọ thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 17 tháng 8 năm 2023 tương hại giáng họa, người tuổi Tý cảm thấy không hăng hái lắm trong ngày đầu tiên của tuần mới. Bản mệnh trở nên hấp tấp và vội vàng. Làm gì cũng thích theo ý mình mà chẳng suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Con giáp này nên suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì nếu không muốn mình gặp phải những sự cố đáng tiếc. Hơn nữa, hẳn bạn cũng không muốn những người khác cũng phải chịu ảnh hưởng vì sai lầm của mình đâu nhỉ? Thổ Khắc Thủy, chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia cũng chẳng mấy êm đẹp. Bạn thường trút những cảm xúc tiêu cực của mình lên đầu người ấy và đó chính là nguyên nhân khiến quan hệ giữa đôi bên ngày một xa cách và căng thẳng. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường đen. Trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. Hai Tuổi sửu ngày 17 tháng 8 năm 2023 tương xung tác động, người tuổi sửu có thể bị những kẻ không tốt bụng lừa gạt, vì thế đừng tin tưởng vào lời người không thân thiết ngay lập tức. Hãy dành thời gian để cân nhắc đúng sai chứ đừng tin tưởng mù quáng, cuối cùng thành ra người bị lợi dụng. Đồng thời, mỗi khi làm sai một việc gì, bạn không cần phải tự trách móc bản thân quá mức hoặc cảm thấy thất vọng về bản thân mình bạn đã cố gắng hết sức rồi và người khác sẽ hiểu cho bạn, chỉ cần lần sau bạn sửa đổi là được. Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ năm, bản mệnh nên đi về phía nam để gặp hỷ thần hoặc hướng đông để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, xám quý nhân phù trợ tuất, mão, hợi. 3, tuổi dần ngày 17 tháng 8 năm 2023 mộc khắc thổ, dường như người tuổi dần gặp đôi chút khó khăn trong việc thể hiện tình cảm. Vì thế mà nửa kia đôi khi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bạn hay hiểu được bạn đang nghĩ gì. Với người độc thân, bạn cần nhìn nhận một người cho thấu đáo trước khi có ý định tiến thêm một bước với đối phương. Nếu đó là một người không xứng đáng, chẳng việc gì bạn phải dành hết lòng cho người ta và chuốc lấy sự đau khổ. Chính ấn chiếu giỏi, bạn cũng thích thể hiện những hiểu biết của bản thân mình và mong muốn mọi người lắng nghe những lời mình nói. Những ý kiến của bạn có thể giúp tập thể vạch ra một hướng đi mới để phát triển nhanh chóng hơn. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, xanh da trời quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. 4. Tuổi Mão ngày 17 tháng 8 năm 2023 tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có tài năng, chính vì thế, bạn hãy tập trung vào điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức phát huy nó. Mọi người muốn nhìn thấy thành quả công việc của bạn, chứ không phải chỉ là những lời nói suông. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể nhận được một khoản kha khá do hợp tác thuận lợi với đối tác nếu hai người đang có cùng một mục tiêu thì hãy cùng cố gắng hết sức lợi nhuận tương lai sẽ còn hứa hẹn hơn rất nhiều xem bói tử vi mộc khắc thổ cảm xúc của bạn cứ đến và đi đột ngột đến mức chính bạn cũng chẳng biết mình nên cư xử sao cho phải nữa bạn không muốn nổi cáu với nửa kia nhưng có thể bạn sẽ tổn thương người ấy trong vô thức giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường xanh lá cây xanh rêu quý nhân phù trợ sửu tuất hợi nam tuổi thìn ngày 17 tháng 8 năm 2023 thương quan chiếu mệnh người tuổi thìn thích khoe khoang tài lẻ của bản thân mình và muốn được mọi người trầm trồ ca ngợi bạn coi thường người khác thậm chí bỏ ngoài tay lời lãnh đạo khiến đối phương không hài lòng con giáp này nên chú ý tuân thủ những quy định của tập thể hơn nếu không bạn chỉ đang làm xấu đi hình ảnh của chính mình mà thôi nếu mắc phải sai lầm hãy chủ động nhận sai và sửa chữa đừng tìm cách đổ lỗi cho ngoại cảnh hoặc người khác trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong nhà kho nhà vệ sinh và phòng thai phụ ở chính Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần. Ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ tuất, dậu, thân. 6 tuổi tỵ ngày 17 tháng 8 năm 2023 kiếp tài gây rối, người tuổi tỵ có vẻ nhạy cảm quá mức. Bạn không cần thiết phải tỏ thái độ nóng nảy như thế khi người khác có lời nhắc nhở với mình. Bởi thực tế thì ai cũng muốn tốt cho bạn mà thôi. Trên thực tế, bản mệnh nên giữ một thái độ tích cực khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống chính thái độ tích cực sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề phức tạp xung quanh mình một cách thuận lợi hơn nhiều cho dù bạn không được ai giúp đỡ hỏa sinh thổ con giáp này nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh nếu còn độc thân bạn nên cho những người xứng đáng một cơ hội rất có thể đó là người bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu này đấy giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dậu, sửu thân. 7 tuổi ngọ ngày 17 tháng 8 năm 2023 dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi ngọ cảm thấy mình vô cùng hào hứng khi bắt đầu một ngày mới bạn nghĩ mình rất cởi mở trong lối suy nghĩ và thừa sức để có thể hợp tác ăn ý với tất cả mọi người hy vọng nay mọi việc đều suôn sẻ với cái nhìn tích cực bạn cũng chẳng ngại tham gia vào những cuộc tranh luận với mọi người bản mệnh tin rằng với những lập luận đầy sức thuyết phục của mình chắc chắn mọi người đều sẽ đồng tình sau khi nghe xong hỏa sinh thổ, dù bận rộn đến mấy, bạn và nửa kia vẫn sẽ luôn dành thời gian để trò chuyện với nhau, nhờ vậy mà quan hệ đôi bên luôn khăng khít và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ tuất, mão, dần. 8 tuổi mùi ngày 17 tháng 8 năm 2023 thực thần chiếu mệnh, tình hình tài chính của người tuổi mùi có những chuyển biến tích cực trong ngày hôm nay, đặc biệt là với người làm nghề tự do. Bạn nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Cứ tiến hành bình tĩnh và thận trọng. Bạn sẽ không lo vấp phải sai sót. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, này ngày hai âm lịch nhân thần ở trong miệng. Khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9, tuổi thân ngày 17 tháng 8 năm 2023 tử vi 12 con giáp hôm nay nói thổ sinh kim, mọi người thường nói rằng bạn quá đơn giản, không biết chú ý đến ngoại hình. Vì thế bạn muốn tạo sự bất ngờ cho người ấy vào hôm nay. Bạn nghĩ rằng mình sẽ chủ động thêm gia vị vào tình yêu, tạo kỷ niệm tươi đẹp cho hai người. Các bạn độc thân rất ấm áp và chân thành bạn thích dành sự quan tâm và chăm sóc của mình cho tất cả mọi người từ những người thân trong gia đình cho đến bạn bè xung quanh bạn đức tính của bạn chắc chắn đã khiến một ai đó rung động rồi đấy xem ngày tốt xấu theo trực nay trực bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê lấp hố rãnh vì thế bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp nếu việc không quá gấp gáp thì có thể chuyển sang ngày khác thích hợp hơn giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ tí, thìn, dậu. Mười, tuổi dậu ngày 17 tháng 8 năm 2023 thiên tài nâng đỡ, người tuổi dậu có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý chờ phung phí của thiên trả đĩa người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng bạn là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh thậm chí nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bạn thổ sinh kim nếu có khó khăn gì trong việc định hướng tương lai bản mệnh có thể trò chuyện với bố mẹ hoặc những người đi trước có kinh nghiệm hơn bạn biết đấy, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng cho bạn những sự giúp đỡ đắc lực mà. Giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, sám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11. Tuổi tuất ngày 17 tháng 8 năm 2023 tương hình giáng họa, người tuổi tuất gặp phải khá nhiều khó khăn trong công việc vào ngày hôm nay dường như mọi kế hoạch bạn đề ra đều không tiến triển đúng như dự kiến điều này khiến bạn cảm thấy vô cùng thất vọng thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn có thể ban đầu bạn sẽ thấy bối rối song dần dần bạn sẽ có hướng đi mới không còn bước theo lối mòn nữa trong chuyện tình cảm đôi khi bạn cảm thấy mình đã yêu phải một người ích kỷ chỉ biết nhận mà chẳng biết cho. Bạn chỉ mong người đó thể hiểu cho những hành động và suy nghĩ của mình, bởi bạn đã phải hy sinh rất nhiều rồi. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Cam quý nhân phù trợ thân, dần ngọ. 12 Tuổi hợi ngày 17 tháng 8 năm 2023 thổ khắc thủy, người tuổi hợi và nửa kia bỗng dưng khắc khẩu với nhau, đáng buồn là bạn không làm cách nào để giải thích với nửa kia điều mình thực sự cần được. Sau đó, có lẽ hai người sẽ rất dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Người độc thân đặt cho mình một tiêu chuẩn tìm người yêu khá cao, đó là người ta phải vừa thông minh vừa hài hước tốt nhất là luôn đoán được những ý tưởng này ra trong đầu bạn chính vì thế cơ hội tìm ra người phù hợp vẫn khá thấp trong ngày hôm nay chính quan nâng đỡ bản tính nghiêm túc và có uy trời sinh giúp bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người ai cũng cảm thấy rất yên tâm khi giao việc cho bạn đây chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.